Kênh LTK Bonsai xin ân ái kính chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay kênh tiếp tục trả lời nhà vườn của chị Kiều Trang, chỗ bãi kiển của anh Tèo. Giao lưu đến quý cô chú anh chị mình một lô cây kiển bonsai ha. Thì hôm nay mặt hàng bonsai đại nha quý cô chú anh chị. Có 4 cây mai chiếu thủy cổ nha quý cô chú anh chị và một số cây phôi bông giấy ha, giấy các loại. Thì quý cô chú anh chị mình yêu thích cây nào rồi mình liên hệ trực tiếp với anh Tèo ha. Để báo giá đo thông số cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi chào anh Tèo ơi. Rồi anh chào Tính. Dạ em chào tất cả cô chú anh chị gần xa trên mọi miền tổ quốc ha. Hôm nay nhà vườn Kiều Trang có về một số cây để giao lưu cùng quý cô chú và anh chị, rất mong sự ủng hộ anh em gần xa. Thì mình gồm có chẳng hạn như là bông giấy trắng ngọc trinh nè, dạng hoa lầu, và một số mai chứng thủy lá lớn da đen ha. Rồi cũng không có để mất thời gian cô chú và anh chị, em vô cây mã số H1. Đầu tiên là cây H1, cây này là cây dạng hoa lầu ha, giấy miền Nam mình ở đây nha. Cái đặc biệt bên nhà vườn Kiều Trang thì bán giấy là giấy miền Nam mình ở đây, chứ mình không có giấy miền ngoài ha. Giấy này là cây giấy mình ở Đồng Tháp. Cây này là cây dạng hoa lầu da chàm. Cây này nói chung là bao đẹp anh chị ơi. Rồi điện im đi ha. Anh em về cái này lên cái chậu ha, vô cái khung nhẹ đó, cái sửa cho nó tàn gớt. Chiều cao cây này nó được như vậy là 2m nha anh chị. Cây dạng hoa lầu chiều cao 2m. Cây này em bao cho anh chị là cây đẹp, không có cái lỗi nào hết, cây đặc sệt luôn. Hoành thân em đo vị trí này nó 36 ha. Đó. Cây nói chung là đẹp lắm cô chú và anh chị. Đó. Thân quái luôn nha. Ừ. Cực kỳ nó quái luôn. Rồi cây mã số H1 là cây dạng hoa lầu. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá là 2.700.000. 2.700.000 là em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Đó, anh em mình ở tại nhà có người mang cây tới nhà cho cô chú và anh chị. Cây mã số H1. Xíu em còn cây dạng hoa lầu mà cái dáng đẹp cực kỳ luôn kìa. Rồi tiếp theo là cây mã số H2. Cây này cây trắng nha. Cây này cây trắng ngọc trinh. Cây này em thấy nó nguyên bản như vậy, em giữ nguyên luôn, em không có cắt phá gì ha. Nếu mà mình cắt mình phá ra thì nó sẽ có mặt cắt. Thành thử mình để như vậy cho anh chị về thọt hai cây sắt vô lên cái chậu để làm cái khung. Cây này cây trắng ngọc trinh nha. Đó, rất là đẹp. Cây này không bọng bể nha, em bao hàng đẹp nha. Rồi dịnh im. Chiều cao cây này là nó được cỡ khoảng là 2m4 nghe cô chú anh chị. Dây mình thức gửi tới đây. Đó, lên đó hơn 1m nữa. Nhưng mà báo vậy đi cho nó chuẩn ha. Lâu lắm rồi mới về được mấy cái trắng ngọc trinh nghe cô chú anh chị. Em đo đây 47. Hoành thân em đo đây là 47 nha cô chú anh chị. Rồi xây đại bại qua dòng đi. Cây này là em bao cây đặc nha, không bọng không bể gì hết. Đó. Đo chạc cái này thì lớn lắm mà mình đo dưới thì nó kỳ ha. Rồi cây mã số H2. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá là 2.500.000. Là cây này cây trắng ngọc trinh ha, 2.500.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Tiếp vô chụp tay trên tay dưới. Cây này dáng nó mới đẹp nè anh chị. Hồi nãy đứa nào không gỡ cọng dây đó ra ta. Đó. Đó, cây này đẹp lắm nha anh chị. Cây này là cây mã số H3. Cũng là cây dạng hoa lầu. Mà nó có được cái dáng ăn cái dáng hay. Rồi dẫn im gì đâu mày. Rồi gì đâu mới đứng đó. Đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Giấy mình ở đây ha. Dạng hoa lầu da chàm. Cây này chiều cao là 2m5 ha, 2m5 có hơn, nhưng mà mình báo chuẩn là 2m5 cho anh chị. Rồi cái độ mà nó bay ra gì là đựng thức gửi luôn ha. Cây này em bao là cây đặc nha, không có bọng bể gì hết, thằng whip anh chị ơi. Cây này không chơi chơi cái gì nữa giờ anh em ơi, đẹp lắm ha. Hoành thân em đo vị trí này 46 nha. Nè, xây một vòng cho anh chị thấy ha. Mình đo là mình bao cho cô chú anh chị đừng lo ha. Đó. Cây đặc sệt luôn.
ăn được cái form nha anh chị, cực kỳ đẹp luôn. Dạng hoa lầu, bông nó sai qua sai bông lắm nha anh chị, siêu bông luôn. Rồi cây mã số H3, cây dạng hoa lầu này em xin giao lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa là giá là 4.800.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. À, anh em ở Bắc Trung Nam là mình giao cây đi được nha anh chị. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là cây trắng ngọc trinh luôn anh chị ơi. Rồi cây này là cây mã số H4. Cây H4 này là cây trắng nha. Bữa nay mình về được hai cây trắng ngọc trinh, thường thường người ta gọi là trắng ngọc trinh ha. Ở cây này là cây đặc nha, không lỗi lầm gì hết, em bao hàng đẹp. Chiều cao 2m. Cây này cây mã số H4, H5 ta. Rồi cây mã số H5 này hoành thân được 33. Em xin lỗi nha anh chị, cây này là cây mã số H4, hoành thân 33. Cây này là cây trắng ngọc trinh, chiều cao là 2m. Rồi cây mã số H4, cây trắng ngọc trinh này em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá là 2.200.000. Em cũng bao ship toàn quốc cho cô chú và anh chị, 2.200.000 một cây trắng ngọc trinh mã số H4. Tiếp theo là cây sát pháo H5. Cây này cây bonsai được hả anh chị? À, này à, em giữ mấy cái nhánh này nó nhiều quá, anh chị về mau chơi ha. Đó. Cây này à, cũng là cây đặc nha anh chị. Đó. Rồi dính đi luôn ha. Chiều cao nó chắc thước dây anh em ơi, 1.5 ha. Ở đây nó có cái nhánh này, có cái con này. Anh em về tét ra thì được cây nữa ha, còn anh em không tét thì để nguyên luôn. Hoành thân ở đây em đo được 37 ha. Đó. Ở đây mấy cái này thì chứ không có gì hết nha. Đó. Bên này có một chỗ nó chóc da em chỉ luôn ha. Này chốc da chút xíu nhưng mà nó sành cứng ngắt nè, không có gì hết ha. Bên trên này thì đặt ok nha. Đó. Thì cây có sao mình báo hết vậy cho anh em ha. À, anh em khỏi mít lòng với nhau. Rồi cây mã số H5 là sát pháo một màu. Em giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá là 1.300.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha, 1.300.000. Chắc xuống dân. Khiên bộ bánh con. Xuống luôn được. Ra ngoài luôn. Rồi ra nắng luôn, cái ngọn kìa. Rồi tiếp theo là cây mã số H6, là cây cây này là cây sát pháo, cây phơm gác cổng ha. Cây này mình mua là ở gác cổng trước nhà của anh em luôn ha. Cây này anh em nào cần thiết thì mình có video mình quay lại, mình gửi cho anh em thấy rõ. Cây này đẹp lắm. Cây này cây gác cổng. Cây này thì chiều cao á là nó khoảng 3m2 nha. Dây mình thước gửi nó chỉ có tới đây thôi. Đó, thước gửi là tới đây thôi. Thì cây này chiều cao khoảng 3m2. Cây này thì em bao là cây đẹp nha, không có bọng bể gì hết. À, hoành thân vị trí này nó 46 nha cô chú anh chị. 46 hoành. Rồi nhờ máy chạy giùm ha. Tại vì cây này nó bự rồi mình không lên nổi bằng quay nha cô chú anh chị. Dạ cây này nó đẹp lắm. Anh em mà chơi gác cổng thì đúng bài bản rồi. Lành liền nha. Dạ cây này không có cái lỗi nào hết ha. Nói chung là mình bao hàng đẹp cho anh em. Chuẩn bị nhắc cây đã cây sẵn đi. Đó. Cây này nó nâng cái cây cực kỳ lắm. Để mình hạo thử cái cho anh em xem đi ha. Chứ để nhiều khi anh em không biết là sao ha. Ở dưới là 46 rồi, nó lên trên này nó còn tới 30 mấy nè, 32 ha. Đó, nó nâng cây nâng dài lên luôn vậy đó, lên ngọn luôn, nó nâng cây cực kỳ luôn. Đó. Rồi cây mã số H6,
cây H6 này em xin giao lưu với anh chị gần xa là giá là 7.500.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. À, anh em ở tất cả Bắc Trung Nam là mình giao cây đi được. Cho nằm đạn đây đi, chấm mỏ luôn đi. Rồi chấm mỏ đi. Mấy cây này nó bự lắm anh chị ơi, không lên nổi cái bàn quay ha. Cô chú anh chị nào mà xem chưa gõ hay gì đó thì cứ kết bạn qua Zalo với em gửi chi tiết lại, lấy cái cây chim vô cái đít bầu cho nó vững lại. Rồi ba thằng khiêng cái cây dựng vô sát mấy tường bánh luôn đi. Rồi cái này thì mình nhờ máy chạy đi ha, chứ cây này bị gì nó bự quá anh em ơi, không lên nổi cái bàn quay ha. Cây mã số là cây H7. Cây này cũng là cây sát pháo. Cây này nó lành tích là 100% luôn ha, không có cái lỗi nào hết. Mình bao hàng đẹp cho cô chú và anh chị. Ở này nó còn dính trong cái miếng lưới dây chì B40 luôn ha. Đó, mình để nguyên luôn, mình không có gỡ. Cây này xứng đáng đồng tiền bát gạo lắm cô chú anh chị ơi. Nè, độ quái hay nó lên nó ngậm luôn. Đó, nó liền dính luôn. Rồi bây giờ mình báo cái chiều cao để cho cô chú anh chị hình dung ha. Chiều cao cây này như vậy là được 3 mét nha. Dây mình thước gửi nó tới đây. Đó, lên đó đừng thước gửi nữa là 3 mét cây này. Đó. Cây này hoành thân thì em đo như vậy ha. Hoành thân chỗ này nó 65 ha anh chị. Đó, mình đo ở đây thì không cắn không đội đâu hết ha. 65 hoành, cây này là cây đặc sệt luôn. Đó, cây này không có cái lỗi nào hết đó, cô chú anh chị ơi. Lại thú thú cái đuôi. Nó vậy đó. Nói chung cô chú anh chị thấy cây này ở ngoài đẹp lắm. Này mình giữ nguyên luôn, lên trên cơ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nhánh. 9 nhánh. Đó. Rồi cây mã số này là H7. Cây H7 này em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá là 7 triệu ha. Em cũng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị gần xa. À, anh em ở Bắc Trung Nam là mình giao cây đi được hết ha. Rồi xuống cây. Dựng gì hết bên đó luôn, bưng giấy gì bệnh. Rồi em mời cô chú anh chị tiếp theo là trở lại là mai trứng thủy. Cây này là da đen lá lớn nha. Bữa nay em có 4 cây, anh em nào mua nguyên lô mình bán giá cho anh em về xanh sửa lại cũng được. Nói chung là giá cực kỳ rẻ luôn. Đó. À, nói chung mình cũng không có nói gì hơn là mình mua được rẻ thì mình giao lưu rẻ cho anh chị dễ chơi ha. Cây này là cây mã số H8. Rồi chiều cao cây này nó cũng được 2 mét nha anh chị. Tán ngang cây này được 1m4. Chi cành thì người ta đã sửa theo từ thở nhỏ rồi ha, nó nhạo quá trơn rồi. Hoành thân em đo vị trí này ha anh chị, 30 37 ha. Đó. À, anh chị thấy nổi nhẵn cái chi mà người ta sửa công phu được như gì thì cũng khá lâu nha anh chị. Đó. Cây này là cây mã số H8. Rồi cây mã số H8 này là cây mai trứng thủy, lá lớn da đen. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá là 4 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Tất cả anh em ở gần xa là mình giao cây đi được hết ha. Rồi em mời tiếp theo là cây mã số H9. H9 với cái thằng H8 này nó cũng một cặp nha anh em. Người ta phân lựa cách làm sao mà nó giống nhau cực kỳ luôn. Nói chung ông chú này ổng chơi ổng cũng lựa là có cặp nha. Đó, H8 H9 này là một cỡ, chiều cao là 2 mét. Tán ngang nó 1m4. Giờ em chỉ đo cái hoành thân thôi cho anh chị hình dung ha. Ai vậy nó có cỡ à.
Hoành thân cây này nó được 49 nha anh chị. Đó, chi cành mà sửa theo cái lối được như gì nó cũng khá là công phu nha cô chú anh chị. Đó. Tập trung qua lăn cây này cho nó chống cái coi. Đó. Rồi cây mã số H9 này á, là em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa cũng là 4 triệu ha. Em cũng bao ship toàn quốc. Con kéo cho nó ngã nó đi cho qua máy vô quay cây này. Ừ cho nó ngã xỉa. Rồi tiếp theo là cây H10. Dãy nhánh nha. Tiếp theo là cây mã số H10. Cây này tại vì 4 cây này nó nằm chung một chỗ nha anh chị. Một lô ha. Chiều cao được 2 m. Tán ngang nó được cũng là 1 m 4. Còn đế thì thôi nói chung là quá trời nó đẹp anh chị ơi. Chung là đế em bao nha. Đó. Tại vì cái bầy cây này á, là ông chú uống sữa nó có lối một gần cỡ gì đó. Chiều cao 2 m. Tán ngang 1 m 4. Giờ em chỉ đo cái hoành thân để cho anh chị hình dung thôi. 45 hoành. Còn đế là bao đẹp. Đó, cực kỳ luôn. À, cô chú anh chị nào mà chưa gõ chi tiết hay gì đó thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em 077-288-6767. Em kết bạn qua Zalo em gửi chi tiết lại cho anh chị ha. Ừ. Cực kỳ luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số H10 phải không ta? H10 hay là H9? Cây mã số H10. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là 4.500.000. 4.500.000 ha. 9 hay 10? Rồi xin lỗi nha cô chú anh chị nó hơi lập dập chút. Cây này là cây mã số H10. À, giao lưu là 4.500.000. Em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là cây mã số H11. Cái thằng H11 với thằng H10 này nó giống nhau luôn ha. Người ta cũng sửa, người ta lựa một cỡ luôn. Đó. Thì em báo là chiều cao là 2 m. Tán ngang nó cũng là 1 m 4. Tại vì nó có chạng à cô chú anh chị ơi. Cái này anh chỉ đo cái hoành thân để cho cô chú anh chị hình dung với xem đế thôi. Chứ còn mâm tay chi là người ta sửa con lối một à. Đó, cực kỳ luôn ha. Rồi. Cây đẹp lắm anh chị ơi. Hoành thân 46 anh chị ơi, đế nè anh chị thấy ha, cực kỳ luôn. Cái này mình chơi cũng xứng đáng đồng tiền bát gạo lắm anh chị ơi. Cái này bông nó thơm ha. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi cây mã số H11 là cây mai trứng thủy, da đen, lá lớn. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá là 4.500.000. Là em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Dạ cây mã số H11 cũng là cây cuối video. Cuối chương trình cảm ơn cùng quý cô chú và anh chị đã thời gian qua ủng hộ cho nhà vườn Kiều Trang. Xin chân thành cảm ơn cùng quý cô chú và anh chị. Xin hẹn anh chị lại video sau. Rồi xin cảm ơn ạ.